Quan chức Thần Hồ đề xuất mỗi nhà mua một chiếc lu nước để chống ngập. Chị Xuân Lưu là biệt danh mà những người dùng mạng xã hội đặt cho đại biểu Phan Thị Hồng Xuân sau khi bà Xuân hiến kế chống ngập cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh bằng việc trang bị mỗi nhà một lu nước để hứng nước mưa. Được biết, bà Phan Thị Hồng Xuân là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Hội Dân tộc học, Nhân học thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bà còn có học hàm phó giáo sư và học vị tiến sĩ. Bà Phan Thị Hồng Xuân nêu đề xuất này tại phiên thảo luận về chống ngập tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân khóa 9 của thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 7 năm 2019. Nói về đề xuất trên, bà Xuân cho rằng đây là sáng kiến chống ngập đơn giản. Còn nếu ở góc độ khoa học xã hội và nhân văn, đây là ứng dụng từ giá trị văn hóa bản địa. Sau ý kiến của đại biểu này, hội trường vang lên nhiều tiếng cười, còn trên mạng xã hội chia sẻ lại với nhiều sự châm biếm. Thậm chí, nhiều người nhanh chóng liên hệ với các đề xuất lạ như các vị đại biểu trong thời gian gần đây, như huy động đất vàng trong danh của đại biểu Lê Công Nhường, thu phí chia tay 3-5 USD khi công dân xuất cảnh của đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, đề xuất nghỉ vào ngày đàn ông thay vì 27 tháng 7 của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh để mỉa mai về kiến thức của giới quan chức hiện nay. Quay trở lại vấn đề ngập tại Sài Gòn, thành phố này trong nhiều năm qua cứ hễ mưa là ngập, mà không mưa thì cũng ngập, gây bức xúc lớn cho người dân trong thành phố. Nguyên nhân của thực trạng trên là do giới lãnh đạo cấp phép xây dựng nhà cửa tràn lan, bê tông hóa thành phố, san lấp kênh rạch, không chú trọng đầu tư xây dựng và nạo vét kênh thoát nước, đặc biệt là thiếu tầm nhìn quy hoạch toàn thành phố đã dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong xây dựng các hạng mục công trình. Để giải quyết tình trạng ngập lụt tại Sài Gòn hiện nay, thành phố phải tiến hành nạo vét hệ thống kênh rạch để thoát nước, đồng thời với đó là xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm kênh rạch xây nhà cửa. Song song đó là đầu tư trang bị hệ thống cống ngăn triều cường. Ngoài ra, cần chấm dứt ngay việc cấp phép xây dựng tràn lan các khu đô thị ven sông, vùng trũng, đồng thời cũng nên hạn chế lấp ao hồ hoặc giải tỏa công viên, bởi vì cần những khoảng trống để có thể ngấm nước mưa. Vì vậy, việc chống ngập tại Sài Gòn là vấn đề phức tạp, tốn nhiều công sức và trí tuệ, chứ không thể nào đơn giản là mua một cái lu về để đựng nước như đề xuất của đại biểu Xuân. Quý vị vừa theo dõi video của channel YouTube Việt Tân. Hãy bấm subscribe, tức chỉ dành với kênh YouTube của chúng tôi, và theo dõi các video khác về tin tức, thời sự Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.